Ni ma hao. Xin chào các bạn. Trong loạt bài này, các bạn sẽ học nghe nói các hội thoại của giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, bắt đầu từ quyển 1. Trước khi vào bài 1, chúng ta nên biết qua về các dấu trong tiếng phổ thông Trung Quốc, gồm 4 thanh và 1 thanh nhẹ. Ví dụ, thanh 1 a a, thanh 2 á á, thanh 3 ả ả, thanh 4 a a, và thanh nhẹ a a. Thực tế thanh nhẹ thường đọc dựa trên thanh vốn có của từ đó. Bảng các phiên âm tiếng Trung các bạn có thể nghe ở đầu danh sách phát. Bây giờ hãy bắt đầu bài 1 với cách chào hỏi thông dụng nhất trong tiếng Trung. Xin chào, chào bạn, chào anh, chào chị, vân vân. Ni hao. Ni. Ni. Hao. Hao. Ni hao. Ni hao. Trong đó từ ni là bạn, anh, chị, cô, chú, vân vân. Hảo là tốt, khỏe. Hãy nhắc lại. Xin chào. Ni hảo. Ni hảo. Hãy chú ý ở đây là hai thanh ba đi liền nhau. Ni và hảo. Thì thanh thứ nhất đọc thành thanh hai. Ni hảo. Ni hảo. Cách chào hỏi này được dùng trong hầu hết các trường hợp thông thường ở Trung Quốc. Bây giờ hãy nghe cách chào hỏi trong trường hợp rất lịch sự khách sáo. Nín khảo. Nín. Nín. Khảo. Khảo. Nín khảo. Nín khảo. Trong đó từ nín là cách xưng hô cực kỳ trang trọng, thường dùng với khách hàng, người già hoặc những người lãnh đạo. Người gặp lần đầu trong môi trường làm việc cũng có thể chào như vậy, nhưng khi đã thân quen hơn thường sẽ lại dùng ni hao. Hãy nhắc lại, xin chào, dùng trong các trường hợp thông thường. Ni hao. Ni hao. Và cách nói chào anh, chào chị, chào ngài, dùng trong những trường hợp cực kỳ lịch sự. Ni hao. Nín hảo. Ngoài ra, ở Trung Quốc, người ta còn hay chào theo thời gian trong ngày. Ví dụ như, chào buổi sáng, chỉ buổi sáng sớm, thường trước giờ làm việc. Zǎo shǎng hǎo. Zǎo. Shǎng. Hǎo. Zǎo shǎng hǎo. Zǎo shǎng hǎo. Hoặc chào an. Chào. An. Chào an. Chào an. Hoặc chào. Chào. Vào thời gian muộn hơn thường 9-10 giờ trở đi sẽ dùng shàng wú hǎo. Shàng ủ hảo. Sang ủ hảo. Sang ủ hảo. Chào buổi trưa. Trung ủ hảo. Trung ủ hảo. Trung ủ hảo. Trung ủ hảo. Chào buổi chiều. Xia ủ hảo. Xia ủ hảo. Xia ủ hảo. Xia ủ hảo. Chào buổi tối. Wǎn shàng hǎo. Wǎn shàng hǎo.
晚上好。晚上好。Bây giờ hãy chào lại, xin chào dùng cho các trường hợp thông thường. 你好。你好。Hãy đáp lại một cách rất lịch sự. 您好。您好。Bài học này đến đây là hết.